Đừng nhầm lẫn bản thân thành công với những thứ mà thành công mang lại. Việc định lượng thành tích bằng một con số cụ thể là tốt, tuy nhiên những kẻ lúc nào quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết có mỗi xe sang hay giày dép đắt tiền thường rất hiếm khi hạnh phúc. Bởi lẽ họ không biết bản thân thực sự mong muốn điều gì, do đó chẳng có thứ gì đủ sức thỏa mãn họ cả. Trên thực tế, rất nhiều doanh nhân thành công đều bày tỏ quan điểm rằng động lực làm việc của họ đến từ sự hài lòng, chứ không phải tiền bạc. CEO của Apple, Tim Cook, tỷ phú người Anh Richard Branson hay kể cả huyền thoại đầu tư Warren Buffett đều là những cá nhân điển hình cho số đông ủng hộ việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống mà không phải sự giàu sang. Đừng nên làm việc vì tiền, bởi lẽ nó sẽ nhanh chóng tiêu tan, hoặc bạn sẽ không bao giờ kiếm được đủ số tiền mình mong muốn và chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc cả. Không cách này thì cách khác chắc chắn bạn sẽ gặp phải tình trạng đó mà thôi. Có câu không ai đánh thuế giấc mơ, nên nếu đã ước mơ thì hãy mơ thật lớn. Thực vậy, khi đặt mục tiêu cho bản thân mình, bạn đừng nên giới hạn nó bởi bất cứ điều gì cả. Tuy nhiên, hãy ước mơ một cách thật lý trí để tránh những điều thực sự viển vông. Những ví dụ điển hình có thể kể đấy như ước mơ chơi bóng rổ chuyên nghiệp ở vị trí trung phong, người đứng dưới bảng rổ để bắt bóng bật bảng, trong khi bản thân lại quá thấp, hay ước mơ chạy hết một dặm trong khi chưa tới 4 phút dù đã ở tuổi 70. Ngoài những điều đó ra thì không có giấc mơ nào là quá xa vời. Thứ bạn cho là khả thi đơn giản chỉ là sự thể hiện của những gì bạn biết ở thời điểm hiện tại. Hãy nhớ, thời thế tạo anh hùng, nhưng mục tiêu lớn sẽ giúp sản sinh ra những người có năng lực lớn. Đừng đặt chuẩn quá thấp của mục tiêu bản thân.